Hello, chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Ghost Wire Tokyo. Rồi, nhiệm vụ đây. Oh, cái bệnh viện này tràn đầy yêu quái, quái vật. Tôi đã thoát ra ngoài. Có một cô gái tên Misaki ở tầng 4. Cô ấy phẫu thuật mắt. Cô ấy có vấn đề về giấc ngủ. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi thôi. Hình như là đi giải thoát cho một cái linh hồn nào đó bị mắc kẹt ở trong cái bệnh viện. Đây. Một nơi có rất nhiều yêu quái trong đó. Ủa? Giống cái bệnh viện đầu tiên mình... Nhìn giống cái bệnh viện là cái nhiệm vụ đầu tiên của mình đó các bạn. Thế nào? Sao cái bọn này dài thế? Dài này. Dài hả con? Mình là chú thuật sư, đúng rồi. Rồi đi vô trong đây. Lên lầu, lên tầng 4 phải không? Rồi. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cô gái ở tầng 4. Đây à. Ủa? Vậy là mình phải đi tìm từng phòng phải không? Có nghe tiếng khóc không ta? Mấy con ma này nó ưa khóc á. Đây. Đây rồi. Tôi mệt mỏi quá. Tôi không thể ngủ được. Tôi quá buồn ngủ nhưng không thể ngủ được. Em là Misaki ư? Đúng vậy. Ok. Nó phẫu thuật để ghép một cái con mắt mới. Đi tới chỗ cô y tá ở tầng 3. Trời ơi, đèn xanh ghê thế. Này. Quá bình thường. Sức mạnh của tôi quá mạnh. Cũng như là khả năng mình khai triển bùa phép của mình. Ây da. Đã quá thượng thừa. Bóp luôn. Dạ, lấy cung ra bắn đó. Mày nè. Mạnh chưa? Mình quên đi ghé cái cửa hàng để mua mấy cái mũi tên nữa. Còn có 7 mũi thôi. Này là cái nhà ăn mà. Hello. Thôi không bắn đâu, đánh lén nó thôi. Dán lá bùa ngay lưng nữa là nó tiêu liền. Bóp. Y tá ơi, một cô y tá bị ma ám. Đâu rồi? Ủa,
cuốn sổ gì đây? Cái Owada cái người là Misaki-chan của Kakumaku cung cấp cho nó không? Anh số bằng số là đã biết rồi. Mở cửa sổ mở ra xem nào. Ủa, giờ nó kêu mình đi đâu? Bị khóa rồi. 74398. Đó là mật khẩu. Ôi trời ơi. Chỗ này, mấy cánh cổng này bị, mấy cái cửa này bị dán cái gì nè. Ô. What? Rồi mình ta biến sang một cái thế giới khác rồi nè. Một cái bệnh viện đổ nát. Ghê. Có ai bên trong đó kìa các bạn ơi. Chuẩn bị tinh thần tiến vô thôi. Đi từ từ thôi nha. Vô đây thế nào cũng có chuyện thôi. Kìa, một linh hồn. Hello. Làm ơn hãy cứu tôi với. Tôi thức dậy ở đây. Mother Lady Attack Me. Một cô, một người phụ nữ tấn công tôi á. Rồi. Có một con ma nữ ở đâu đây? Có một con ma nữ ở gần đây, nó coi như là nó tấn công mấy cái linh hồn này. Nó ám ảnh những cái linh hồn này. Kìa. Trời ơi, tưởng ai? Chị bãi. Con ma cầm kéo đi mà. Wow. No. Hút lại. Xì. Ăn cung đây nè. Lấy cung bắn nó luôn. Lấy cung bắn thôi, không thèm chưởng. Né ghê thế. Chết rồi kìa, chết rồi. Bắn gớt cây kéo xuống. Rồi. Mình tưởng con gì, ai về cái con này. Quá bình thường. Rồi, bây giờ con có thể ngủ được rồi đó. Siêu thoát đi. Đấy, mình vừa làm một điều tốt đấy. Siêu thoát được rồi đó. Ở trong đây có cái món đồ gì nè. Để mình tìm được cái món đồ đặc biệt nữa đó. Đây. Cái tượng như thế này. Hai con kỳ lân. Hai con kỳ lân màu đỏ. Rồi giọt. Đi khỏi chỗ này thôi. Chỗ này ghê quá. Xuống tầng 1. Chúng ta sẽ nhận thêm một cái nhiệm vụ nữa. Bữa nay làm 3 cái nhiệm vụ đi. Rồi mở cổng nữa. Do cái trò này các bạn, mỗi cái nhiệm vụ của nó là một cái câu chuyện các bạn, cho nên là mình quyết mình làm luôn. Mình không có bỏ qua. Còn kiểu như mấy game mà nhiệm vụ lặp đi lặp lại thì có thể bỏ qua được. Rồi, đi vô đi.
siêu thoát. Và nhiệm vụ thứ hai của chúng ta. Đây rồi, nhiệm vụ thứ hai. Đây. My Cherry Blossom là cái gì ta? Có chuyện gì? À, cái cây này. Cây Cherry Blossom. Mình không biết dịch sang tiếng Việt là cái gì nữa, nhưng mà cái cây khá đẹp. À, cái cây này nó sẽ có màu đỏ vào đúng mùa của nó, nhưng mà cái cây này nó lại ra quanh năm. Có chuyện gì đi, đó không ổn, ổn các bạn. À, có một cái xác đã được chôn ở phía dưới của gốc cây. Rồi. Tức là cái cây này quanh năm nó đều đỏ như thế này là không có bình thường. Tại vì những cái lá đỏ thế này là nó đi theo mùa của nó. Có gì đó không ổn ở chỗ cái cây này. Chửi thêm cái nè. Mày. Xong nữa. Ai chà. Ai chà. Chết luôn. Về. Đó, chơi thì chiêu nha. Mày không gài quên nữa. Cho thêm một quả nè. Con mập. Rồi. Bây giờ mình sẽ hóa giải cái cây này. Dễ bùa. Bắt đầu. Gì vậy? Yeah. Oh. Wow. Nó không còn đỏ nữa, nó thành màu trắng. Rồi mấy cái kia kia ra bông là trắng luôn. Không phải màu trắng là... À, cái này là hoa anh đào, đúng rồi. Đúng không? Cái hoa anh đào là đáng lẽ cái bông nó phải như vậy nè. Đó. Ra cái hoa màu hồng hồng gì nè. Nhưng mà hồi nãy nó ra cái màu đỏ như máu gì đó. Ok, đây mới chính là cái màu mà cái con ma này mong muốn. Màu tự nhiên của nó. Do là cái chỗ này nó bị ám các bạn, cái cây bị ám. Chỉ có một cây ra bông được thôi, mà bông nó đỏ lồm như máu vậy đó. Cho nên là không được. Còn những cây xung quanh thì rụng hết. Rụng hết bông, rụng hết lá. Rồi, nhiệm vụ quá đơn giản, đi tìm thêm cái nữa. Đi tìm chỗ shop bán đồ coi. Mèo. Rồi, nhận tiền. Ok, cái này là mấy món đồ mà nó muốn mình đi tìm, mình tìm được rồi nè. Còn mấy món nữa lần. Đây là địa điểm thứ hai của chúng ta. Nhiều năm trước, tôi có một công việc sửa chữa ở chỗ này. Tầng 4. Có phòng hơn. Rồi, nhiệm vụ này tên là The Voice in the Wall, tức là giọng nói ở trong bức tường. Wow. Hình như con ma này nó nói là nhiều năm trước nó có làm việc ở trong cái nhà này.
đang sửa tường gì đó ở trên tầng 4 thì cái thằng đồng nghiệp hình như là nó mất tích cho đó luôn. Để coi coi. Để coi cái vụ gì đây. Tầng 4, lại là tầng 4. Hồi nãy cái bệnh viện là mình cũng đi lên cái tầng 4. Đây là một cái hotel, tức là cái khách sạn. Hello. Đây là nơi đã diễn ra sự mất tích của năm xưa. Rồi nghe đó. Nghe tiếng hầm hừ gì đó. Ồ, cái tường này. Đây, chỗ này bị ố nè. Bị ố một khoảng đây nè. Thấy không, màu đen nè. Chắc là có con gì ở đây nè. Đây rồi. Ha ha, biết ngay là mày mà. Con này mình có đụng hết mấy lần. Thôi, một căn phòng. Nani? Bức tranh này. Một bức tranh. Ủa? Có nghĩa đâu? Rồi đi xuống hả? Xuống dưới tầng 1 lại. Nhiệm vụ này bắt tôi đi lên đi xuống hoài trời. Mà ta nghe. Vậy đó hả? Đơn giản gì sao sao? Nuri kabe tte iu yōkai no shiwaza datta yo. Owner no yukue fumei mo sore ga geyin datta. Yōkai no shiwaza. Rồi vậy là xong. Nhiệm vụ này quá đơn giản, đi tìm thêm cái thôi. Rồi. Nhiệm vụ tiếp theo. Cái này nhiệm vụ thứ mấy rồi ta? Nhiệm vụ thứ tư hay gì đó. Có một cái lỗ lớn ở trong ngôi nhà gần đây. Tôi không thể quay trở lại nhà được nữa. Ok. Rồi. Trong nhà của con ma này có một cái lỗ. Mình phải tới đó kiểm tra cho nó. Nà ní. Kìa, một đống ở đó kìa. Chuyện gì đây? Ok. Nó nói là cái thằng sống ở đây là một thằng khốn kiếp. Cái nhà này bị ám thôi mà, có gì đâu. Ủa? Đi vô hả? What? Quá đơn giản. Chỉ cần 3 mũi tên thôi là giải quyết được. Rồi giờ làm sao nè? Đi vô phải không? Trời ơi, ba con ma đó nó đòi úp sọt tôi kìa, sợ quá. What? Ôi, cái nhà này như cái bãi rác các bạn ơi. Đồ nè, rác nè. Thì các bạn, cái người mà sống kiểu này nè, trên thế giới cũng có nhiều lắm á. Có nhiều trường hợp ta kiểu như bị người ta tích trữ rác trong nhà các bạn, bị người ta bị hội chứng gì đó các bạn. Mình coi trên đài khá là nhiều nè. Thấy không, rác nó chất đầy trên cầu thang luôn. Mấy người bị hội chứng mà tích trữ đồ đạc á, người ta đem đồ ở ngoài về người ta để trong nhà. Rồi cái mấy món đồ mà đáng lẽ là phải đem bỏ rồi đó, người ta tiếc người ta không bỏ các bạn, người ta để trong nhà chất chồng vậy hoài luôn. Rồi cái ngày này qua ngày nọ cái nó thành một cái bãi rác. Mà người ta
làm như người ta không có cảm nhận được cái sự dơ bẩn hay sao á, rồi người ta cứ sống chung với cái đống rác gì hoài luôn. Ôi ghê vậy, dễ bùa tiếp cái gì vậy trời. What the hell? Ui, có một con ma ở đây, nó chạy rồi. Loot đồ cái đã. Nó trốn trong cái tủ lạnh. Cái này là nó chạy lên lầu nè. Ủa, đây đây đây. Rồi, nó chạy lên lầu rồi. Mày chạy đi đâu? Tao theo sau lưng mày đi này. Úi dồi ôi, nó trốn vô tới cái phòng này luôn. Đây rồi, nó ngồi trên cái ghế này đây. Nó là của ta, tất cả mọi thứ là của ta. Đúng rồi, tích trữ đồ vật mà, kể cả ngươi. Wow. Ngon đấy, đánh thôi. Tao đã sẵn sàng cho một cuộc chiến, chắc chắn sẽ xảy ra. Nó ngồi trên đó nó nhìn mình kìa. Mày nè. Tụi bay không biết tao mạnh cỡ nào rồi chưa, đặc biệt là sức mạnh nước của mình nữa các bạn. Sức mạnh nước của mình là lực cộng 60% luôn, năng lực rồi đó. Hút được không ta? Nữ sinh nè, ô một phát một. Còn thêm không? Nữa. Chết. Gì nữa đây? Hello? Mọi thứ là của ta. Được rồi, ta sẽ cho mày. Lên, đi một vòng tròn. Xong. Xong rồi đó. Ngôi nhà này đã được giải bùa. Chăm sắp báo gì đây trời, nhà này một cái bãi rác thật khủng khiếp. Đi ra khỏi đây thôi. Trong nhà này chắc thúi lắm các bạn. Đây. Nãy giờ hút hơi bị nhiều luôn á. ものが完全になくなるなんてことはない。どっかにこっそり戻ってきてんのかもな。Để nói chuyện với con như ma này cái đã. Nói được không? Được thưởng 7.500 đồng. 1.000 linh hồn. Tên khốn đó cuối cùng đã biến mất.
Rồi. Nãy giờ làm nhiệm vụ nhiều đó nha, bây giờ mình kết thúc bằng a. Bọn này. Bọn yêu nữ. Mình kết thúc bằng một cái cổng thôi. Đây rồi, cánh cổng đây. Con ma lợn này quá béo. Mình phải giảm cân cho con ma này mới được. Xong. Con này nữa. Con này là cái con gắt gối. Con này nữa. Ủa sao dễ ta. Ê, có cái con gì trong đó kìa các bạn ơi. Cái con em bé các bạn ơi. Nhưng mà nó màu đỏ chứ không phải màu vàng. Wow. Con này có bộ ghê rồi nha. Rồi thấy luôn rồi. Wow. Ma nữ màu đỏ nha. Nhào vô. Nhào vô. Mình phải hạ cái con này mới được. Ai chà. Cho mày nè. Xử cái con này mới được. Đâu rồi. Thổi nè. Thổi nè. Thổi nè. Con ma này hình như mình chưởng cái cục lửa vô mặt nó là nó không hề thắng các bạn. Đợi đó, để tao hồi máu lại cái đã. Không giết được. Mày nè. Mày nè. Đó, vậy nó mới chịu chết á. Rất là dai luôn. Con yêu nữ mà cầm kéo này nó rất là dai các bạn. Màu đỏ nữa mới ghê. Yes. Xong. Coi được tặng cái gì nè. Chuỗi ngọc. Oh, tăng sức mạnh của gió lên level 3. What? Ui, cái này cái gì vậy ta? Xác của một cái con gì vậy? Đầu người nhưng mà cái mình của con gì á? Quái lạ. Đầu người mình thú. Oh my god. Humus mummy. Humus là cái con gì? Mummy là cái xác ướp đó các bạn. Ờ, dog. Đầu người nhưng mà cái mình của một loài chó. Thật là quái lạ. À, ở Nhật Bản cũng có một cái trường hợp có cái xác ướp đầu người mình cá, nhưng mà sau này người ta khám phá ra được rằng cái đó là hư cấu. Tức là cái xác ướp đó nó được làm các bạn. Người ta ghép lại á. Người xưa đó các bạn, mấy trăm năm trước người ta lấy đầu người ta gắn vô mình con cá. Cái gì đâu không biết. Chứ không phải là người cá đâu. Đó, các bạn thấy là từ ngày xưa là người ta đã lươn lẹo rồi. Ok, video mình tới đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn các bạn vào cái tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.